Hè đã về, thời điểm này thì các hoạt động hè trên toàn tỉnh Đồng Nai đã được khởi động nhằm tạo ra một mùa hè vui tươi, bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Và hè năm nay, bên cạnh các hoạt động thường xuyên như triển khai các khóa rèn luyện kỹ năng, các lớp năng khiếu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhà thiếu nhi tỉnh còn phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Em là chiến sĩ Công an Nhân dân giúp các thanh thiếu nhi trau dồi kiến thức, kỹ năng xã hội và xây dựng lối sống tích cực cho trẻ. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Hè năm 2023 là năm đầu tiên chương trình Em là chiến sĩ Công an Nhân dân. Chương trình thu hút gần 60 trại sinh từ 9 đến 15 tuổi tham gia. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, trại sinh được các chiến sĩ công an đào tạo về điều lệnh nội vụ, sắp xếp chăn màn và xây dựng thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày khoa học, hợp lý theo tác phong của công an chính quy. Thì năm nay có cái chương trình Em là chiến sĩ Công an Nhân dân thì mình cũng đăng ký cho bé, rồi cũng mong muốn là thông qua chương trình thì trong cái dịp hè này sau khi mà tham gia chương trình về, bé sẽ có cái những cái tự giác hơn, gọi là trong cái sinh hoạt hàng ngày có nề nếp hơn, chứ không cần phải đợi là phụ huynh phải nhắc con ơi, mình cái điều mà mình mong muốn như vậy, và cũng mong muốn là trong cái dịp hè này bé được thoải mái làm những cái việc mà bé thích. Nghỉ hè là con thường học môn toán và môn tiếng Việt, cho nên con cảm thấy áp lực, mà hôm nay con chỉ học thêm có một môn đó như là môn hóa và được đi làm nhà, đi chơi trong nhà văn hóa thiếu nhi thì con thấy thì áp lực cũng được giảm. Con mong tình bạn bè của con gắn kết hơn. Chương trình gói gọn trong 5 ngày. Trong khoảng thời gian đó, bên cạnh các nội dung giáo dục truyền thống, các trại sinh sẽ được trực tiếp đến các đơn vị trực thuộc công an tỉnh, tham quan và thực hành các nội dung chuyên đề cụ thể, được thiết kế phù hợp với độ tuổi của các em. Các cái chuyên đề giúp cho các em, ví dụ như là am hiểu thêm về luật giao thông, rồi một số cách thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy, rồi phòng chống bạo lực học đường, cách nhận biết một số cái loại tội phạm thông thường, cách phòng tránh. Rồi bên cạnh đó thì là giáo dục cho các em là nhận biết được một số loại ma túy mà dễ, các em sẽ dễ tiếp xúc khi ra ngoài xã hội. Từ đó thì các em sẽ có cách phòng tránh cho nó phù hợp. Đối tượng là thiếu nhi thì cái khả năng tiếp thu của các em nó sẽ khác với những đối tượng khác. Do đó khi cái bài giảng tuyên truyền và chúng ta cách tiếp xúc chúng ta thiếu nhi, chúng ta phải đặc biệt hơn, chúng ta phải cẩn trọng hơn, chúng ta phải chu đáo hơn, nhẹ nhàng hơn, làm sao cho các em thiếu nhi dễ tiếp thu nhất, nhưng mà cảm thấy rằng các anh chiến sĩ công an là rất là gần gũi với các em thiếu nhi. Ngoài ra thì các em còn có một cái hoạt động dã ngoại, đi tham quan và thực hành làm gốm, gốm sứ ở Minh Long, ở tỉnh Bình Dương, một cái làng nghề truyền thống ở tỉnh Bình Dương. Song song đó thì các cái hoạt động về giáo dục, kỹ năng sống cho các em cũng được ban tổ chức tổ chức thường xuyên vào các cái hoạt động đêm, trong đó là có cái chương trình điểm nhấn là hoạt động 1 tháng 6 cho các em đi tham quan các cái khu vui chơi giải trí và tổ chức chương trình lửa trại, đêm gala cho các em giao lưu gặp gỡ với nhau. Chương trình Em là chiến sĩ Công an Nhân dân là một chương trình mới mẻ, lần đầu tiên được triển khai thực hiện, tạo ra môi trường giáo dục, rèn luyện nhân cách toàn diện cho thiếu niên nhi đồng. Qua đó mong muốn các em yêu mến hơn màu áo của lực lượng vũ trang, công an nhân dân, bồi đắp tình yêu đất nước và trước mắt là cùng với gia đình, bạn bè, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, trách nhiệm hơn với bản thân trong cuộc sống.